cũng rất là kiểu buồn bực và bị stress đồ này kia, thì con tự nhiên con thấy vậy là tự nhiên có một cái gì ở trong lòng thì con xài vô lòng ôm cái dính luôn từ đó. Dính luôn. Thì cũng chia tay rồi làm lành rồi cũng hoài hoài vậy. Ma lắm cô. Bạn bè thân cũng hay nói là gia đình cục xúc. Dạ gia đình cục xúc. Trời vợ vứt cái đầm ngủ đi, cái đầm nó ngày nào cũng thấy mang á, chán quá rồi đổi cái đầm khác rồi vứt đi. Mang tiếng chủ số thời trang là làm hình ảnh rất là nhiều nhưng mà ở nhà mang đồ lề xề lắm. Con chào chú Thuận và cô Hồng Vân. Con tên là Lê Đào Thị Giang, năm nay 28 tuổi. Hiện tại thì đang làm kinh doanh thời trang. Dạ, cùng con tên là Võ Tiến Hưng, năm nay 31 tuổi. Cũng là đầu tư và kinh doanh cùng vợ thôi. Hai đứa làm sao mà gặp nhau? Con với ảnh gặp nhau là lúc 7 năm về trước rồi thì gặp nhau ở quán pub. Dạ, ấn tượng đầu tiên là đi chung với lại thêm một anh bạn thân nữa. Rất là giống BD luôn cô. Rất là giống BD luôn. Hai đứa tại vì mang đồ body, mang đồ body rồi cơ thể hồi xưa ảnh là rất là vạm vỡ. Thôi rồi vậy hả? Đô con mà ngồi mà rất là kiểu gồng lên á. Xí cho hỏi là đi có hai thằng đàn ông thôi hay là có gái đi chung? Hai thằng đàn ông duy nhất thôi. Mà bạn của Duy là ấy đúng không? À không, giờ hôm bữa là mới thất tình xong thì rủ thằng bạn thân đi ra ngồi uống vài chai bia cho đỡ buồn thôi. Vô tình gặp bạn này luôn. Bạn con thì sát bạn ảnh. Thì hai bạn cứ chơi vậy rồi đến khi mà khúc cuối thì xỉn rồi thì bạn con mới nghĩ là hai người BD. Thì cứ kêu là kêu hai người này qua chơi luôn đi. Thì cái con xỉn say xỉn, anh như qua bên này chơi với em đó kiểu vậy. Là qua chơi mà trong tâm thế là con rất là thoải mái thôi. Qua hôm sau thì thấy phát hiện là con có Facebook của cái anh bạn kia. Nhưng mà mấy ngày sau á thì mới phát hiện là anh này ảnh phát hiện ra mình, xong ảnh vào ảnh nhắn tin. Ảnh say hi là người hôm bữa gặp, thì con mới biết đó là người hôm bữa chứ không thôi là con cũng không có ấn tượng gì luôn. Còn con thì sao, con ấn tượng gì về cô gái này không? Tại vì thấy cũng tính cách nó cũng hoạt động năng lượng lắm, cái xong mình cũng kiểu thấy cũng thú vị, cái xong mà nhảy nhót vậy lắm đúng không? Dạ không phải nhảy nhót, như cái miệng nói dữ. Sau một bẵng thêm một thời gian thì có vài người bạn từ ở nước ngoài về, cái xong mình rủ đi chơi chung để giới thiệu, thì tính là giới thiệu bạn này cho một cái bạn khác mà cuối cùng á dớt luôn. Mình dớt luôn. Sao vậy? Tự nhiên tới giới thiệu xong thấy ổn, cái xong nghĩ lại cái sao đi dớt lại. Ban đầu ảnh là ảnh giới thiệu cái người bạn người Úc đó cho con. Bạn đó là người Úc hả? Dạ bạn đó là người nước ngoài luôn cho con. Tại bạn đó, bạn thân của ảnh ở bên Úc á. Thì khi mà đi chơi thì kiểu đang trong tình trạng là cáp nhau mà. Thì đầu tiên á thì khi mà đứng chụp hình đồ này kia trong ba thì mình đứng kế anh tay. Rồi mình kiểu mình vịnh tay bình thường thôi chứ không có gì hết. Xong rồi tới cuối buổi cái ngồi xỉn, cái ngồi nói chuyện vô, cái tự nhiên dính anh này là cái đầu buổi là anh kia, mà cái cuối buổi là anh này. Cái xong rồi về hai anh này cũng khá là căng thẳng. Thì anh tay kêu là tại sao mày lại giới thiệu cho tao, rồi bây giờ mày lại làm như vậy với tao. Càng. Nhưng mà anh này lúc đó là anh cũng xác định là mình phải kiểu theo đuổi và mình phải nói chuyện rõ ràng ngay từ đầu. Tại vì thật ra giữa con với là anh tay nó cũng chưa có cái gì đi quá xa hay gì hết. Trong những cái giai đoạn mà kiểu vui tìm hiểu ban đầu thôi. Xong mà cũng kiểu khá là gây cứng với lại cái anh tay kia kêu ra ngoài nói chuyện. Xong rồi chừng sau là sẽ quyết định là sẽ chọn con. Con cũng ngã hẳn về bạn này rồi. Con cũng lúc đầu bị 50-50 thôi. Dù là cũng mới con hỏi bạn đúng con không? Nữa đó. Bao lâu thì con mới quyết định là 100% về bạn này? Sau khi mà ảnh nói chuyện rõ ràng với lại anh tay á thì kiểu đi ra ngoài cũng rất là kiểu buồn bực và bị stress đồ này kia, thì con tự nhiên con thấy vậy là tự nhiên có một cái gì ở trong lòng thì con xài vô lòng ôm cái dính luôn từ đó. Dính luôn. Dính vậy chắc cũng nhanh lắm luôn con. Dạ cũng 2 tuần. Trời ơi, chưa tới nửa tháng luôn á chị. Nhưng mà trong trường hợp là 2 tuần là lâu á. Tại vì trước đó là 2-3 tuần rồi mới chịu đi chơi. Có một quá trình rồi đúng không? Dạ. Rồi các con có sống chung với nhau trước hôn nhân không? Dạ có. Dạ có. Cái cột mốc nào, cái lý do nào mà tụi con quyết định là sống thử? Khi mà quen nhau khoảng được, con không nhớ chính xác nhưng mà khoảng được 2-3 tuần. Thì ngày đó vẫn đi chơi về bình thường, thì ảnh lúc đó là ảnh ở bên quận 8 với con bên Phú Nhuận á. Thì có đưa con về nhưng mà đi chơi cũng trễ rồi, cũng mệt. Ngày em nói không hiểu tại sao rất là mệt, và con FaceTime nói chuyện nhắn tin xong thì cũng 2 giờ mấy. Chợp mắt ngủ một cái là bị bóng đè. Mà bà mập đè, rất mập đè luôn, mà lần đầu tiên con bị đè cho nên là con rất là sợ, mình không thở được, rồi mình tay chân mình cứng đờ kiểu rất là sợ cô. Xong rồi con gọi điện thoại cho ảnh mà con khóc, mà cái này là khóc thiệt á. Khóc vì sợ thiệt chứ không phải là bánh bèo mít ướt, tại con phải tiếp bánh bèo. Mà không thể nào con ngủ lại được nữa. Thì ảnh mới kêu là để vậy thôi anh qua anh đón em. Rồi từ quận 8 cái phi xe máy, lúc đó phi xe máy qua tới Phú Nhuận rước về, xong cái dính luôn từ đó. Là từ đó là sống thử luôn rồi đó. Cái lúc đó là chưa hả? Dạ, về nhà con. Ngủ tạm vài hôm, cái về nhà lấy vài ba bộ đồ, cái qua ngủ tạm vài hôm. Cái vậy đó cô, cứ 1 tháng là full cái tủ đồ. Mà kể từ đó là con đâu còn bị bóng đèn nữa đúng không? Dạ đúng rồi, đè lần duy nhất thôi và mãi mãi. Khi mà hai đứa sống
thử với nhau á là lúc đó có nảy sinh mâu thuẫn nhiều cũng không? Tại vì chia tay trên dưới 8 năm cũng rồi. Nhiều tại vì từ nhỏ cũng ở nước ngoài xong rồi cái lối sống cái lối suy nghĩ nhiều lúc hai bên cũng khác nhau á, cho nên cũng có mâu thuẫn với nhau trong cái vấn đề mà chia sẻ cuộc sống, nhưng mà thì cũng chia tay rồi làm lành rồi cũng hoài hoài drama lắm cô. Bạn bè thân cũng hay nói là gia đình cục xúc. Dạ gia đình cục xúc. Thôi bây giờ mình kể cái trận mà chia tay mà nảy lửa, cái trận mà drama nhất á, đó là cái trận nào? Tại vì toàn là bạn này nói chia tay đi không à, chứ không phải là con. Nhưng mà có dọn đồ đi không? Dạ không, bạn này có, đó có là. Đó thì trận nào? Con không nhớ là cãi nhau vì vụ gì, nhưng con chỉ nhớ cái quá trình cãi nhau thôi. Tại vì cái tính anh này á rất là lạnh lùng, cực kỳ lạnh lùng luôn. Rất là thương con nhưng mà rất là bất cần. Cho nên đôi khi mà cãi nhau thì cái tính mà bất cần quá thì con rất là bực và nổi điên á cô. Tính con cũng nóng nữa. Có lần hôm đó mà tức tới nổ mà kiểu ảnh không có ở nhà nhưng mà con ở nhà mà con tức tới mà con không biết làm gì, không phải đập đầu vô tường vậy đó. Đập đầu vô tường mà đầu sưng một cục luôn. Xong rồi bạn bè hôm đó thì có hẹn là sẽ đi qua rủ vợ chồng con đi câu cá, thì đứng đợi dưới khách sạn vậy đó mà gọi hoài cửa không mở, gọi hoài biết con trong này thì mới biết là có chuyện gì rồi mới lấy chìa khóa của khách sạn lên mở. Thì vô thấy con á hả, đầu tóc thì tả tơi mà sau hồi đó con nghĩ sao mà có gì đâu mà mình phải mà tới dậy dữ vậy trời, mà con không biết là chuyện gì nữa. Xong rồi bạn con mới gọi cho ảnh là thôi về coi Giang đi như thế nào đó. Anh đi về thì thay vì ví dụ mà người ta cãi nhau, người ta thấy người yêu của mình bộ mình bị vậy, người ta xót, ôm vô lòng đó đúng không cô? Không. Lạnh lùng luôn. Chia tay luôn. Vẫn quyết định chia tay luôn. Con không thấy xót luôn hả? Cũng sợ, cũng buồn nhưng mà nghĩ có bạn bè chăm sóc rồi á. Anh suy nghĩ đơn giản lắm mà cái sự đơn giản đó là tâm như đây con luôn. Rồi lúc đó làm sao? Thì lúc đó ảnh chia tay luôn thì ảnh vẫn quyết định là chia tay. Thì con vẫn ok, con xách túi ra đi, xách túi đồ ra đi luôn. Thì tối hôm đó con đi ăn xong rồi con lại buồn quá rồi lại đi pub chơi với bạn. Thì xỉn quá mà kiểu con thì không có biết uống rượu nhiều. Mà trong lúc say, lúc buồn quá thì cứ uống là say nào không may mà cứ say lên xong rồi nít ơi, cứ nít ơi. Tại vì anh này con hay kêu anh là nít. Rồi con khóc lóc rồi con thế này thế kia rồi nhất quyết bạn bè đưa về mà không chịu. Rồi mới gọi điện thoại cho anh lên, cái tới khi mà thấy anh lên là con ok con về. Cái qua sáng hôm sau bình thường lại. Bình thường. Là chiều theo ảnh về đúng không? Dạ. Có nghĩa là khi lúc mà lúc đó hết sĩ diện rồi. Hết sĩ diện là bây giờ còn cãi nhau không? Sau còn... khi mà bắt đầu mà đám hỏi thôi, đính hôn thôi là anh đã thay đổi hoàn toàn rồi. Sau khi cưới thì ảnh là cái giống như là cái suy nghĩ của ảnh mở ra hoàn toàn luôn, ảnh thay đổi rất là nhiều. Vậy là tụi con lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ 2017 tới giờ rồi. Tụi con có baby chưa? Dạ, dạ có rồi. Mấy đứa? Dạ một ạ. Như vậy là chắc là lúc mà 3 năm sống thử á, thì bắt đầu mới lòi tính xấu ra là từ 3 năm đó rồi. Dạ đúng rồi. Còn... bây giờ gian trước đi, tật xấu của Hưng là gì? Nhường đi, nãy giờ bạn này nói ít quá. Tại vì trong mắt con thì vợ con cũng hoàn hảo, khá hoàn hảo nên không mát lòng mát đa, nên tật xấu thì chắc cũng dạ những cái điều đó không đáng kể nên cũng không có thể nhớ mà được làm những không cái không điều. Không có. Tại vì thật sự những cái cuộc cãi vã hay là toàn là bất đồng quan điểm trong công việc hoặc là cuộc sống mà con thì rất là ít nói, còn bạn này nói rất nhiều cái sự đó là tật xấu đó, đó. Không thấy chưa, nói nhiều nói nhiều là tật xấu rồi, mà nói cái gì cũng trúng cái đặc điểm của mình á nên mình không có gỡ lại được nên mình im lặng luôn. Vậy là nói nhiều nhưng mà là nói trúng đúng không? Dạ. Nhưng mà nói nhiều quá là cũng hơi mệt. Dạ đúng rồi. Đó. Thì bởi vậy mỗi lần nói cái là đa số là con im lặng cái bỏ đi luôn. Nghe nè. Rồi tại vì cô ấy là làm bên thời trang, dạ. Cho nên là ở ngoài là ăn bận coi như là rất là đẹp, rất là thời trang. Nhưng mà về nhà thì có phải trưng diện ở trong nhà hay không? Dạ không, về nhà khác hoàn toàn luôn. Tới mới lúc mà cũng nói là trời vợ vứt cái đầm ngủ đi, cái đầm nó ngày nào cũng thấy mang á, chán quá rồi đổi cái đầm khác rồi vứt đi. Mang tiếng chủ số thời trang là làm hình ảnh rất là nhiều nhưng mà ở nhà mang đồ lề xề lắm. Không chịu thay đổi hình ảnh trước mặt chồng đó đúng không? Dạ, ra dạ. Ngoài thiên hạ thì bắt đầu mới là quần là áo lược thôi, còn lông ở nhà kêu xa nhưng mà về nhà là rất hết là sức lòng. Là giản dị đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Như vậy á, thực ra là nó không phải là tật xấu đâu nhưng mà nó là một cái chưa hài lòng chồng mình đó. Dạ. Nhưng bây giờ là có thay đổi chưa? Giờ qua một thời gian cũng đỡ chút xíu rồi. Như vậy là chưa đủ đô đối với chồng con rồi. Như vậy đó là con phải mua nhiều đầm vô cho vợ con mặc chứ. Dạ con đầu tư vô vợ con nhiều lắm. Cái nghề chính của con là đầu tư về gia đình. Rồi bây giờ tới con, những cái tật xấu của Hưng đó là gì? Nóng tính, kiểu cũng hay bị cục tính đó con. Tại vì ảnh là một tiếp người cũng khá là rất là tình cảm nhưng mà nó lặn ở đâu bên trong, nó không có thể hiện ra bên ngoài. Cho nên nhìn nó này rất là lạnh lùng. Con thì cũng kiểu cục tính thì dễ bị nóng này kia lên chỉ vì cái thái độ không thôi. Đó thì giữa hai vợ chồng con thì con chỉ thấy là vì bị cái vấn đề là nóng tính thôi chứ cũng không có vấn đề gì nhiều hết. Hay im lặng không chịu giải quyết vấn đề. Ảnh im lặng tại vì ảnh suy nghĩ rất là đơn giản là tại vì không biết nói gì nữa, nói ra sợ nóng tính, nóng hai bên nóng lại cãi nhau.
Nhưng con lại nghĩ là anh không chịu giải quyết vấn đề thì con lại càng tức và càng khó chịu hơn, và đó là cái bị như vậy. Vậy là giờ con mong muốn anh thay đổi cái gì? Phải chịu mở lòng, cởi mở ra hơn, có vấn đề là phải ngồi lại giải quyết. Tại vì hai vợ chồng con là bị một cái ai cái tôi nó cũng cao á. Nhiều khi im lặng là im tới 2-3 tuần gì luôn á con. Ồ, không ai nói tới ai? Không ai nói tới ai luôn, con cũng rất là lì, con cũng không phải dạng dừa gì. Mà lúc đó nó khó chịu trong lòng? Dạ khó chịu lắm, kiểu ảnh không biết nói gì á, chứ không phải là kiểu ảnh cố tình làm lì lì đâu. Nhưng mà tính anh cũng lì thiệt. Còn Hưng thì sao? Hưng mong vợ thay đổi điều gì? Thì cũng như vậy thôi, thì vợ bớt cũng bớt nóng tính, là hai bên đều cũng nóng tính á. Nên chỉ cần vợ con quan tâm tới chồng nhiều hơn. Tại vì con là một đứa cũng khá là vô tư á. Dạ, con thương thì con rất là thương, nhưng mà con cũng khá là vô tư. Để mà nói về cái độ mà kiểu quan tâm, lo lắng cho vợ, cho con thì ảnh ảnh con cảm giác là ảnh thương con nhiều hơn là con. Bình thường là con toàn là người phải xuống nước làm hồi xin lỗi trước không hả? Cái việc đó là việc đàn ông ngay là rất là nên. Không, ngay cả cái việc này khi Hưng nói cái điều này ra là Giang cũng phải để ý. Dạ. Con hiểu không? Giống như con bị vô tư quá cũng không được. Tại vì mình là vợ, mình là mẹ. Giống mình là cái lò lửa ở trong cái gia đình của mình vậy đó. Dạ. Tại vì khi con đã hiểu được, con đã nói được, con đã sẻ chia được với cô cái điều là gì? Là ảnh là người ít nói. Dạ. Tức là ảnh rất thương, ảnh rất ấy, nhưng mà tại vì anh không biết nói như thế nào, bộc lộ như thế nào. Thì khi mình hiểu được cái điều đó rồi thì có những lúc con phải dẹp cái tôi của con đó. Tại vì sẽ sống với nhau cả đời chứ đâu phải là 7 năm hay 10 năm hay 15 năm. Dạ. Cả đời người. Dạ. Cảm ơn Giang với Hưng. Dạ. Đến với chương trình Vợ Chồng Son. Sao? Dạ năm nay em 29 tuổi. Trời ơi. Cái gì? 29 tuổi. Dạ. Con bé. Dạ em năm nay 27 tuổi. 27 tuổi hả? Dạ. Trời ơi hai vợ chồng. Hai bạn hãy giới thiệu về mình. Em là Trần Hạ Vũ Luân, em đang là kỹ thuật viên. Đây là bà xã của em. Em tên Nguyễn Mỹ Hiệp, hiện tại là nhân viên văn phòng và em đến từ Đà Nẵng. Thế thì cơ duyên nào hai bạn gặp nhau? Tụi em gặp nhau giống như là duyên trời định vậy đó. Trước đây là đồng nghiệp với nhau. Em thì làm ở Sài Gòn, còn vợ của em là làm ở Đà Nẵng. Có một hôm là công ty tổ chức đi chung hết tất cả các chi nhánh. Tối trên đó là nhóm của tụi em đi cồng chiên ở trên Đà Lạt á. Tự nhiên các em nhìn vô trong góc á, có một con gái ngồi im mà ngóng như bị tự kỷ vậy. Nhưng mà nhìn nó khuôn mặt thấy sáng ngất ngây vậy. Wow. Giống như em bị sét đánh vậy đó. Dạ thật ra thì không phải là tự kỷ mà là do là em bị xe. Nhìn qua bên kia thì em cũng có để cậu đi thấy cậu đi là trên xe là có nhảy múa rồi. Em nghĩ em đổ là cái tên nhóc này mình á thì mệt muốn chết mà nó cứ nhảy tưng 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 mà thấy ghét luôn. Chúng mà chơi xong á thì em hỏi thằng bạn á là cái bé nó tên gì. Ai ngờ thằng bạn nó lại nhìn cho nhỏ kế bên nó kêu là tên là Thúy. Cái em ra em gặp rồi dỗ dỗ bà Thúy, Thúy em là Thúy phải không? Quay ra chửi vui gì cha này tôi là Hiệp mà. Trời là lúc đó mắc cỡ và cố trốn lên xe luôn. Sáng hôm sau là tổ chức là đi chơi chung hết tất cả. Em thì em tia chị ra rồi, chị cứ đi đâu em cứ đi theo sau đình thôi. Đến lúc mà chắc chị đi chơi nhiều chị mệt, chị ngồi xuống dưới. Em ngồi vực dưới, ảnh ngồi ở trên, tự nhiên đôi đá xuống. Hiệp tối nay hai anh theo em chở đi xe đập đôi quanh Hồ Xuân Hương nha. Cái em nói là vui duyên, có quen biết gì đâu mà xe đập đôi. Mà nhìn cái túi một đét nha, liệu có đạp cái xe nổi hay không mà đòi chở em. em cứ nghĩ là tự nhiên cái bạn lĩnh đàn ông nữa là em xà xuống để anh bế thử em nha. Coi anh thấy coi anh có yếu không, nếu mà anh không yếu thì tối anh chở em xe đập đôi nha. Cái chị la làng thêm lần nữa, trời vô duyên ở đây đông quá trời người không biết bắt cỡ à. Cái chị chạy lên xe mất tiêu luôn. Chưa kịp bế hả cơ rồi em chỉ xà xuống hoặc là bị chửi rồi. Em là em cứ nghĩ là kích anh này thôi, nhưng mà ai ngờ anh làm thiệt em hoảng quá. Sau đó thì team ai đấy về, có nghĩa là em thì về Sài Gòn, còn vợ em thì về Đà Nẵng. Nhưng mà trong quá trình đi chơi thì em có xin số điện thoại rồi, cho nên về là em dùng chiến thuật đẹp trai không bằng cha mặt. Em nghĩ là về Đà Nẵng rồi là thoát khỏi cái tên hắc ám rồi. Ai ngờ ảnh có số điện thoại của em, cứ sáng đúng 7 giờ sáng là nhắn tin. Em chúc ngày mới vui vẻ, em ngủ gì chưa, đi làm nhé. Rồi quá lãng mạn. Vừa lên trên công ty á là Skype chat vô, em ngày đi làm việc có vui không, cái chiều cái tới về rồi em ơi. ngày nào cũng như ngày đó, ngày nào cũng như trong đó. Thời gian bao lâu? Khoảng nửa năm á, đến ngày 20 tháng 10. Rất là đặc biệt. Đâu đặc biệt sao? Ngày đó là cả nhà em á là đi chơi lễ hết rồi, mình em ở nhà, thì đúng lúc đó là chàng gọi điện tới. Cái em nghe cái em buồn tuổi nữa, cũng có tâm sự, xong em nói sống sao mà cũng buồn quá à. Rồi chết sướng hơn, cậu nói là em mà chết rồi thì anh không biết là anh sống sao. Chị khóc khô hù luôn. Làm em phải dỗ. Dỗ qua điện thoại. Em dỗ sao? Dỗ sao? Thôi thì nói đầu đêm nay để anh chăm sóc em nha. Lãng mạn chưa? Có thể là từ đó là bắt đầu quen. Khi quyết định quen thì em sẽ ra ngoài Đà Nẵng.
để em xin phép bà mẹ cho hai đứa quen. Thôi ra tới ngoài đó giống như là một mình em chống mafia vậy đó. Ủa trời. Khi mà em có quen anh đằng này á thì em có gì có nói với gia đình em á là em có quen một anh chàng ở trong Sài Gòn á. Thì ba má em nói nhà có một mình mà xa nữa làm gì quen trong đó, phản đối kịch liệt không ai đồng ý hết. Vậy hả? Dạ. Nói rồi mới lừa đảo rồi sao không cho nói quen. Em á nào là mắt kiến nè, người thì nhỏ con đâu qua nhìn ra tuổi của em đâu, tưởng như là lừa đảo rồi nhiều lúc đem con mình vô trong Sài Gòn rồi bán luôn ai biết chừng đâu. Thôi thôi không ai chấp nhận vậy đó. Gần tới ngày về á thì em mới quyết định là vô thưa phép chuyện hai bác nói chuyện thẳng thắn cho một lần. Cái mẹ của mấy Hiệp á nói với em á là thôi thì con kiếm ai mà ở trong Sài Gòn á quen cho nó gần cưới cho nó khỏe chứ ở xa quá hai bác không có thể. Cái em nói lại liền có gì đâu mà không thể hả bác, nhà con nhà bác cách nhau có một cái máy bay thôi mà, lên cái máy bay cái là tới nơi liền. Ví dụ mà cưới mà gần mà chồng không chịu cho về rồi đánh đập say xỉn đánh đập thì cũng vậy thôi. Cái mẹ mấy em nói thẳng đi, nói chung là hai bác không có chấp nhận hai con, em cũng quyết định luôn. Dạ con xin nói hai bác biết á, con không quyết định là không có bỏ cuộc, con sẽ quay lại. Wow. Tao nói khi yêu là phải can đảm, phải nhưng phải mạnh mẽ vậy chứ đúng không? Lúc đó em lầy lắm. Thì cái cuộc nói chuyện giữa ba mẹ với ảnh là em không có tham dự tại vì cũng sợ quá. Trốn. Chiều đó thì em có tiễn lên sân bay, em nghĩ em đầu là tên này chắc ba mẹ mình làm quá chắc là trốn luôn rồi. Vừa nói xong rồi quay lại, hí anh về nha em, anh sẽ chắc chắn quay lại. Dài. Tại sau đó là về á thì em cứ gọi điện liên tục á, một tuần mấy lần gọi về cho ba mẹ rồi hỏi thăm sức khỏe gì á, chắc khoảng gần 2 năm á. Cái ba mẹ có nói chuyện á, nói là thằng nó nám dài quá, không cưới nó thì chắc cũng chẳng có thằng nào dám tới với mi đâu. Cho nên là thôi hai tụi bay cứ quen nhau đi, mệt quá luôn. Rồi không lẽ bây giờ em thì ở ngoài Đà Nẵng rồi bạn trai em ở trong Sài Gòn rồi, rồi vậy rồi chấp nhận rồi quen nhau. Khi mà ba mẹ của vợ em á mà chấp nhận á là em nói vợ em vô đây liền luôn. Em chuyển công tác vô đây sống làm việc luôn, mới vô được có 2 tháng thôi thì gia đình nhà bên nhà trai á coi ngày và hối cưới luôn. Cái em mới gọi điện về nhà, mẹ mới nói gì mà nhanh thế, mới vô mà làm gì cưới nhanh nữa, giờ nói với bên đó là ba mẹ không có gả nữa được không, chứ trừ gả có tiếp quá. Rồi rồi sao lúc đó là em hoảng hồn liền, cho cưới xong rồi bây giờ kêu là tiếc quá. Em đi đăng ký kết hôn liền luôn. Hay không vậy, hay không anh này rất là mạnh mẽ nha. Giải thích với vợ em á là em cứ về nó má vậy nè, đăng ký kết hôn á rồi á muốn mà hủy á thì phải ba lần đó mà. Cho nên em chắc cũng sợ. Rồi sau khi đám cưới thì hai bạn có những cái chuyện vui gì? Sau khi đám cưới thì em mới phát hiện ra kiết là sao, miền Trung á là kiết còn người trong này là keo. Kiết kinh khủng, kiết kinh khủng. Dạ, em mà cứ mua món gì về á là đầu tiên á cái này bao nhiêu tiền, trời cái này muốn nhà quá trời rồi, mua mua cũng không biết làm gì. Nhưng mà kiết thì cũng biết khôn lắm, mở ra biết á mà món mà phù hợp với bản thân mình á, nghĩa là chị im chị cũng tiện biết cười á. Cũng được. Không phải là em kiết, do là em thấy cảm thấy này nó phí quá. Phí quá đúng không? Nhưng món gì thấy cũng đắt tiền hết, còn cảm thấy hợp với mình thì thôi kệ. Rồi còn gì nữa? Dạ em mà nóng tính hơn em, là mỗi lần nóng tính lên là chưa biết đúng hay sai vậy đó. Vui la. Xong rồi quăng đồ nữa. Trời ơi. Dữ gì hả? Nhưng mà được cái quăng đồ á, lựa mấy món rẻ quăng. Thì chắc là giờ kiết quá. Giờ kiết quá. Nghĩa là quăng là mình có tính toán à. Còn em có những cái gì mà bất ngờ ở chồng em không? Sau khi cưới nhau thì em thấy là ảnh bao đồng, ảnh là kim đủ thứ trên công ty hết. Có lần á ảnh gọi điện lên công ty em á, nói là tí nữa anh qua công ty đón em về luôn. 5 phút sau gọi điện lại, bây giờ anh có việc gấp, hai thằng bạn trên công ty anh nó có mâu thuẫn cho nên đi giải quyết mâu thuẫn đã. 2-3 tiếng sau là cái thế xuất hiện lại, tại vì hai người bạn đó là thân với em và tí nó mâu thuẫn thì em mới chờ anh chút rồi anh đi ngồi chuyện. Nhưng mà có khi nào bao đồng với bạn gái nữa không? Gái trai cũng vậy hết. Còn ai trên công ty á mà người nào buồn buồn thất tình hay là có bầu có thai gì là cậu biết hết. Vậy đó là chuyện này. Dạ. Nó có nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Trong công ty của em á thì cũng có những cặp vợ chồng mà hiếm muộn á, người ta cũng tâm sự với em thì em cũng biết. Cho đến lúc mà người ta có người ta báo cho mình thì mình cũng vui quá trời luôn. Mình về mình kể là cho vợ, vợ kèm bầu đọc. Nghe em nói là vợ em á là nóng tính đúng không? Nhìn về là chắc là hay ghen lắm phải không? Chị hỏi thiệt là hai vợ chồng thì ai là người ghen nhiều hơn? Dạ em là người ghen nhiều hơn. Ghen thì không phải là ghen nhưng mà em hay suy diễn.
tưởng tượng. Suy diễn à? Đâu? Dạ. Suy diễn sao? Do là cái tính của em bao đồng á, thì em cũng quan tâm chăm sóc. Ví dụ như trong công ty gì, mấy bà bầu á mà nhà em đi mua cơm hay gì á, rồi thì em đi mua liền, có gì đâu, nó bình thường mà. Trời ơi. Giờ em á, nghe bạn em kể lại, thằng Luân ha, coi cần nha, công ty đi mua cơm gì cho mấy bà bầu gì á, hả? Cái mẹ bắt đầu suy diễn nha. Trời nắng thì em xót thôi, nhưng mà không biết tại sao mà cứ ai có bầu thì nhờ gì cũng đi mua hết, không biết là có cái gì không. Tức là suy diễn đó, hơi bị nặng đô. Suy diễn hơi bị nặng đô một chút đúng không? Thì em thì cũng hay tưởng tượng nữa. Có lần ngày sau khi cưới xong á, thì có một cô bạn cũ của anh á, thì có gọi điện cho em, thì cứ kể chuyện tình yêu ngày xưa của anh đó, mà chắc cũng phải cả chục năm rồi. Em cũng nhìn cũng bảnh bảnh nữa, cũng có bạn gái hồi xưa là bình thường. Thế là chị về chị hỏi cha, hỏi em có đi Đà Lạt không. Ừ, anh có đi mấy lần rồi, có đi với ai. Rồi kể đúng cái tên của người đó. Ừ, mà trong khi trước đó là giờ em á đã nghe cái người kia là nói là hai người đó là lên Đà Lạt chơi vui vẻ. Lúc đó thì sao? Nghe kể xong bắt đầu đã nghe em lên. Em tưởng tượng là nên Đà Lạt là trời vừa lạnh nè, không khí lãng mạn nữa, cho nên là chơi rồi không biết là có đóng phim lắm. Không biết có đóng phim tình cảm gì đâu, không biết. Thế là nguyên cả đêm đó em giống cho nên quỳ gối Đà Lạt hả? Đà Lạt hả? Nhưng mà em giận, em không thèm nhìn mặt đâu. Em nhìn vô cái hình cưới của hai vợ chồng ấy, em khóc cầu hoán đi chứ. Nè, ê, anh đây, không cần phải nhìn vô hình đâu. Dễ thương. Trời ơi, vậy mặc dù là 29 tuổi nè, 27 tuổi, thực ra cái tuổi này cũng là một cái tuổi là chín chắn lắm rồi đó ha, nhưng mà tình yêu của các bạn á vẫn như là hai bạn thiếu nhi á hả? Đúng rồi. Rồi bây giờ có muốn thay đổi gì về nhau không? Chứ mà dạ em rồi cũng quá tuyệt rồi. Thì chỉ có một cái là nó bớt đi một chút thôi, thì như là nóng á thì cũng từ từ, đừng suy diễn nó giùm em là được rồi. Thì em thì sao? Em muốn chồng mình thay đổi điều gì? Bớt lề mề đi. Tại vì khi mình đã hẹn ai đó thì nên tới đúng giờ. Là chỉ có vậy thôi đúng không? Thực ra là các bạn vẫn là trong cái thời gian mà khám phá, tìm hiểu nhau và bắt đầu chấp nhận những cái cá tính riêng của nhau. Và với một cái thời gian chồng của em á trường kỳ kháng chiến, chiến dịch gọi là đẹp trai không bằng trai mặt để mà được em như thế này á, thì chắc chắn là bạn sẽ rất trân trọng cái con người này. Và ngược lại khi mà em hiểu được cái tình cảm đó rồi thì em hiểu chắc chắn là không ai yêu em hơn chồng em đâu. Xin cảm ơn hai bạn rất nhiều. Dạ. Ủa vậy tôi tưởng chú quen. Không. Thấy chú trời ơi quá tưởng chú quen ta không à. Hay, nhìn ông chú rể kìa. Cưng hả, nhìn cưng hả. Trời ơi, cái ghế này ngồi vừa không vậy? Em không biết ngồi vừa không. Vậy hả? Có khó chịu không? À không, ngồi đây cũng được. Ừ, không là tôi cho lên kia thôi. Rồi, xin chào mừng hai bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Rồi, mời hai bạn giới thiệu về mình. Em xấu chú, em chào cô. Xấu chú. Dương hả? Xấu cô. Cháu là Hoàng, đến từ thành phố Cảng. Ồ, ở Hải Phòng hả? Hải Phòng. Ở Hải Phòng. Hoàng năm nay nhiêu tuổi rồi? Là năm nay con 31. 31? Là Dương 31? Không phải. Hoàng gì? Tên Hoàng. Là Hoàng. Hoàng. Hoàng 31 tuổi, ở Hải Phòng. Vâng. Đúng không? Công việc của Hoàng là gì? Là con ở nhà, con làm diễn viên, làm đạo diễn. Tức là sao? Con làm diễn viên cho phục vụ kênh TikTok của vợ con. Phục vụ cho nhà sản xuất đây nha. Vâng. Rồi. Hiểu rồi, hiểu rồi. Dạ vâng. Con chào cô Vân với cả con chào chú Quốc Thần ạ. Con tên là Hương. Con hiện giờ đang kinh doanh đặc sản vùng miền và đồ ăn vặt trên TikTok ạ. Con cũng đến từ thành phố Hoa Phượng Đỏ ạ. Wow. Tức là kinh doanh đặc sản vùng miền. Dạ vâng ạ. Tức là con kinh doanh gì đặc sản ở Hải Phòng? 3T cột điện. 3T bánh mì đũa. Con là kinh doanh đặc sản của tất cả các vùng miền ạ. Tức là dạ. Con đang có một cái hành trình là con đi tất cả các vùng miền trên đất nước mình để mà khám phá các cái đặc sản nơi đó, thì con mỗi tỉnh thành con sẽ chọn ra một đặc sản để con kinh doanh ạ. Là để kinh doanh. Thôi chết rồi. Cô biết rồi, cô biết rồi. Ôi, nghe nè. Con bắt nó nếm thử cho nên nó mới ôi chị em mình giống nhau quá vậy. Em định nói em định khổ, nói luôn khổ em... thân thằng bé ôi rồi ôi mình đúng rồi con đi ăn nhiều lắm đúng rồi. Chú đoán là chắc có lẽ là trước khi cưới con thì Hoàng chắc có lẽ là cũng mi nhon lắm đúng không, mà từ khi là diễn viên với là người coi như là nếm thử đồ ăn để mà giới thiệu sản phẩm là bạn ấy nó mới phì lên như vậy đúng không hả Hoàng? Dạ không, con em cháu là béo tiềm năng rồi ạ. Béo thì ví dụ như là ở miền Nam đi, dạ. Thì con lựa chọn những cái đặc sản gì để mà con giới thiệu trên cái shop của con? Dạ hiện giờ thì con đang có dự án ở trong Cờ Đông Ba, đang hành trình ở trong Cờ Đông Ba ở Tây Nguyên. À mới tới Đà Lạt thôi. Dạ vâng, con vừa đến Đà Lạt, chưa đến thành phố Hồ Chí Minh ạ. Chưa đến. Hồ Chí Minh sắp tới chắc con sẽ phát triển là
con tìm hiểu thì thấy cơm cháy với Sài Gòn là đang nổi tiếng nhất. Đúng rồi. Thì ở Buôn Ma Thuột thì là cái gì? Dạ, giờ là con phát triển là ở Cờ Đông Ba ở Tây Nguyên. Đó là ở đấy là ở Gia Lai ạ, tỉnh đó là ở tỉnh Gia Lai. Bây giờ là thịt bò. Những cái đặc sản nào mà con bán chạy nhất ở trên kênh của con? Dạ, giờ đang là thịt bò, bò một nắng của Cờ Đông Ba. Bò một nắng Cờ Đông Ba. Dạ vâng ạ. Nhưng mà con ở xa quá, ví dụ như chú ở trong Sài Gòn mà muốn mua thì chắc là ship chắc cũng đợi lâu à nha. Dạ không, con bây giờ là trên TikTok thì là kinh doanh cũng phát triển rất là mạnh, chỉ tầm 2-3 ngày là đã nhận được hàng rồi. Nhưng mà thực phẩm thì đâu thế nào mà không, con có cách bảo quản bằng đá. Mình sẽ phải đóng thùng xốp rồi mình gửi gửi đi cho đảm bảo. Tức là chuyến vừa rồi thì con đã có một hành trình là con bán vải đặc sản đấy của Bắc Giang với cả của Hải Dương ấy ạ. Đó thì là con cũng ship vào trong Sài Gòn mà con thật bất ngờ luôn là vẫn mọi người trong Sài Gòn nhận hàng vẫn còn tươi ạ. Hay quá. Rồi kênh con tên là gì? Dạ kênh con là gia đình đặc sản ạ. Cái gì? Gia đình đặc sản. Chú hỏi chị. Chị à, bây giờ cháu nó nói chú không nghe được, chú lại hỏi lại cháu thì nó nói vẫn như thế thì nó có nghe được đâu. Chờ làm sao chú nghe được, chú phải hỏi chị. Gia là thông dịch viên đó. Chứ sao nó không lương lại gần gia đình. Gia đình đặc sản. Để đó cho cô. Cô bà, sẽ phiên dịch cho con. Bà con yên tâm. Đại diện là Hoàng. Không, dạ hai vợ chồng ạ. Thế có con chưa? Tụi con đã có con chưa? Dạ tụi con hiện giờ đang có 3 bé ạ. Thế là ủa đến 5 người coi như là thương hiệu của đặc sản vùng miền rồi. Rồi bây giờ nè, quay ngược thời gian kể cho chương trình nghe coi như là hai đứa cơ duyên nào gặp nhau. Cơ duyên này. Hai đứa trước thì cũng làm cùng công ty, bây giờ cũng phải mười mấy năm trước là hai đứa làm cùng công ty. Bọn con thì con nghĩ là chuyện của bọn con cảm giác như nó là một cái định mệnh ấy. Tức là bọn con ngày xưa là hồi mới lớn thì là tầm ấy là chồng con thì mới có mười mấy, con thì hai mấy. Đó thì là làm cùng công ty. Là sao là con mười? Còn lớn hơn. Dạ vâng ạ. Lớn hơn 4 tuổi. Lớn 4 nãy tuổi. Là chưa có giới thiệu tuổi là nó không biết. Này, thế nhưng mà rất là ngộ là chồng con nhìn già hơn con nhiều lắm. Đấy, Hoàng cháu được thế đấy, cháu được cái già hơn vợ nhiều quá đấy. Thế là chồng con phải hy sinh. Chị Vân nói rất chính xác. Chị Vân nói rất chính xác. Không, cái bản là mình lấy mà mình yêu người hơn tuổi mình cũng phải cố gắng mình già đi chứ con phải sống. Đúng rồi, đó là hy sinh đời trai đó. Cũng có thiệt thòi cho vợ mình đã lỡ rồi, mình cố gắng mình già một tí chứ không phải là anh đừng có biện hộ. Không, nếu mà cô không tin cũng đã con chỉ 3 phút 15 giây là con trẻ liền. 3 phút 15 giây tôi chờ anh 3 tiếng. Rồi sao nè, kể cho nghe cơ duyên là lúc đó bọn con làm cùng, hai vợ chồng con thì làm cùng công ty với nhau. Thì là lúc mà lần đầu tiên gặp chồng con, trời ơi, lúc đó chồng con rất là cũng ốm, tức là chưa có béo mập như giờ. Con bảo trời ơi, sao có người đẹp trai như vậy, tức là trong lòng thì cũng rất là thích rồi. Thế mà chồng con thì con thấy là cũng hay hỏi thăm trò chuyện với con, cứ mỗi người làm, con làm trên văn phòng của chồng con thì làm ở dưới kho. Nhưng mà công ty là công ty là gì? Dạ đấy là công ty về giày da. Rồi rồi sao nào? Rồi sao nào? Thì chồng con cũng hay lân lá ra nói chuyện, bắt chuyện làm quen. Thì con thì là con cũng thích rồi đấy. Thế là lấy, nhưng bạn mà bạn có thể sai sự thật thế nào? Thế à? Không. Thế là con đính chính đi. Con ở dưới kho, bạn này bạn ở văn phòng, bạn hay bạn xuống hay xuống cho con bạn xin đồ chứ con đời nào con chịu lên trên đấy đâu. Nhưng mà là xuống xin đồ là có lý do, là muốn gặp cái anh này đúng vâng, không? Vâng đúng rồi, vâng. Kể cái gì trên truyền hình mình kể kia, cam kết là mình kể cho đúng. Đâu, tức là cô nghe là vợ con nó nói là nó thích con. Rồi nó đi xuống đâu, mới về bảo là con hay son ven lên trên, thật ra là sai. Là vợ con men xuống kho đúng không? Vâng, đúng phải kể đúng. Nhưng mà cứ nghĩa là hai đứa làm chung với nhau. Vâng. Nhưng mà lần đầu tiên gặp con là chồng con thấy là lúc đó là con ốm. Và vâng, cũng xinh, cũng xinh trai. Vợ con khen mà. Đấy là sự thật. Rồi nhưng mà cái câu chuyện mà con lên là xin đồ ăn là không đúng. Mà là cô ấy xuống mon men xuống dưới kho để mà gặp con mà cứ giả vờ xin. Ngày xưa con quản lý là quản lý cái kho đế, kho vật tư. Rồi bây giờ cái ấn tượng đầu tiên. Bạn mẫu là bạn phải xuống bạn xin chứ con đời nào lên. Cái ấn tượng đầu tiên của vợ nhìn Hoàng đó là thấy có cảm tình. Thế còn Hoàng thì sao? Con không để trong mắt đâu. Tức là vẫn để ven đường, không để trong mắt luôn. Kiều chê. Anh nói thật đi. Nói thật nha. Anh phải nói thật chứ. Thật là nói chung là phải 1-2-3 lần chứ không phải lâu đầu tiên. Một hai ba lần. Công ty trên văn phòng cũng hiếm, nói chung hiếm. Hiếm bạn nữ sinh gái. Nhưng mà rồi hai đứa có đến được với nhau không? Dạ không. Đó thì tức là lúc đó thì là bọn con tức là cũng chị em thì là cũng đầu tiên thì là thôi đấy, bao giờ mới biết tuổi nhỉ? Sau khi biết được là quen nhau thì vợ con lại học cùng lớp đại học với chị gái con.
Thế về chị cũng bảo là thấy hơi thân thân, không được không nhớ. Thế là đấy, con cũng thuộc mải chơi nữa. Thế là thôi thì cứ nói chuyện thôi. Thì 2-3 tháng sau thì thấy bạn này không lấy vợ con đâu nữa cả. Thì à, sao vậy? Vợ con nghỉ làm ở đó, xong rồi đi đâu làm. Thế từ lúc đấy là mất liên lạc. Nói chung là ngày đấy con cũng mải chơi nên là cũng không để ý. Lúc đấy chắc còn nhỏ đúng không? Tại con có mười mấy thôi mà. Điện thoại ngày đấy cái sim điện thoại cứ dùng cái sim rác cứ dùng mà mất đi à, thế là cứ mất. Bây giờ phải hỏi vợ nè, ủa tại sao đang làm tự nhiên đột ngột nghĩ vậy? Dạ thì là cũng như bạn ấy kể thì là hôm ấy tình cờ thì là bạn ấy dẫn con về nhà bạn ấy chơi, thì là tự nhiên vào nhà gặp bạn ấy, trời ơi ngại quá là gặp đúng chị gái. Có đúng chị gái mà chị gái lại là bạn thân của con. Chị gái của bạn này là bạn thân của con. Đây là mình bảo thôi. Tự nhiên thấy chán chán và bây giờ làm sao mà có thể bước qua được cái vượt lên chính mình được đúng không? Thế là thôi. Được. Đây là thôi, con cũng coi như là thôi, không có duyên, không nói chuyện trò cái thứ gì nữa. Rồi con cũng nghỉ làm thì con cũng không có nhắn tin và không chào tạm biệt bạn ấy. Coi như là dứt luôn. Dạ dứt luôn ạ. Dứt luôn. Còn trong thời gian đó con đi đâu? Con làm cái gì? Thì con chuyển công ty ạ. Con chuyển công ty thì là sau đó thì con lấy chồng. À tức là con có gia đình. Dạ. Ok, con có gia đình. Dạ. Thế rồi sao nữa, rồi bao lâu thì lại các con lại gặp lại nhau? Dạ. 75. 75. 55. Ừ. 55 là xong. Tức là Hoàng có người yêu chưa? Lúc mà gặp thì con đã có người yêu chưa? Mới chia tay người yêu cũ. Chú thì định hỏi là đằng ấy đi lấy chồng rồi đằng này có đi lấy vợ không? À không, con không lấy vợ. Không lấy vợ, con chỉ vậy cho gái thèm chơi đúng không? Vâng, mình bảo vậy gái thèm chơi. Rồi 7 năm sau thì tại sao lại là có một cái cuộc hội ngộ, cơ duyên nào? Dạ vâng, thì thực sự là cái cuộc hôn nhân đầu tiên của con ấy thì là cũng không được hạnh phúc. Thì là con cũng vội vã theo chồng bỏ cuộc chơi. Thế là lấy chồng sinh con thì được bé nhà con được 1 tuổi thì là hai vợ chồng con cũng ly thân. Thì tình cờ thì hôm đó thì con lướt Facebook. Thì là cái thời gian đó thì Facebook mới rộ lên. Thì là sẽ là mình sẽ đi tìm kết bạn với tất cả những bạn bè cũ của mình ạ. Thì là đầu tiên là con kết bạn với cả chị gái của Hoàng. Vì là bạn ấy là bạn thân của con mà. Thì là kết bạn với bạn ấy thì là cũng theo dõi bạn đó thì trò chuyện. Thì một ngày đẹp trời thì thấy bạn ấy, lúc ấy cũng quên bắn bạn Hoàng đi, thì lúc ấy mình cũng đâu có tâm trí để nhớ đến những người bạn cũ đâu. Đang buồn đúng không? Dạ vâng ạ, không nghĩ gì nhớ bạn Hoàng nữa cả. Thế tự nhiên hôm ấy thấy chị gái đăng cái Facebook là chúc mừng sinh nhật em trai. Lại là nhìn thấy ổng. Dạ vâng ạ. Mà con nhìn thấy ông tức là khác hoàn toàn, chứ trước đây tức là tự nhiên bị phát tướng béo. Đó. Thế là con với lại bảo sao bây giờ lại khác vậy. Thế là con mới mò vào Facebook, con lướt, con xem. Sau đó ai nhắn tin trước nhỉ? Hình như là nhắn tin đúng. Con là người chủ động. Con là người chủ động nhắn tin. Thế là con là người chủ động kẹp Facebook của ảnh. Dạ. Và cũng là người chủ động nhắn tin cho ảnh. Dạ vâng. Khi tự nhiên đâu một cái người mà trước đây mình đã quen rồi 7 năm sau nhắn tin cho mình. Cảm giác bất ngờ. Mà lúc đấy thì con cũng đang mới cũng chia tay được 3 tháng, nữa cũng được 2-3 tháng. Lúc con đang làm gì? Con đang làm gì? Con đang ở không, lúc đó chỉ có chơi điện tử, lúc đó là chơi game ấy. Nhưng mà công việc của con lúc đó là... À, ngày đấy con đang đi học, con đang học để con đi chuẩn bị đi tàu, lúc đó con đang đợi ra bằng để con đi lên tàu, con đi tàu. À, đi tàu biển à? Dạ, đi nước ngoài đúng không? Sao? Vâng, đúng rồi, đi tàu đi tàu Vĩnh Dương á. Vâng. Lúc là bọn con gặp lại nhau thì là đúng tức là làm quen với nhau là thời gian là chồng con cũng chuẩn bị đi tàu. Đó thì thời gian để gặp gỡ nói chuyện nhau thì nó cũng rất là ngắn. Nó chỉ còn tầm 1-2 tháng thôi là chồng con chuẩn bị đi tàu. Rồi sao? Rồi gọi là Hoàng đi rồi sao? Rồi cuối cùng lúc đấy con cảm giác như chồng con như kiểu là sống gấp ấy. Anh kể đi, anh kể ra, anh nhắn tin dồn dập suốt ngày làm phiền em nào. Nhưng mà khi mà gặp lại thì nhìn thấy hình ảnh cô ấy thì so với 7 năm trước thì cô ấy như thế nào? Về ngoại hình nó có đẹp hơn không? Không, ngoại hình thì vẫn thế mà cũng có hơn. Tất nhiên là phụ nữ thì có tuổi hơn thì đâu gái một con trong mòn con mắt. Đúng chứ rồi, con làm sao ấy? Con cũng đang định nói như thế, con đang định bảo gái có tuổi thì có lẽ gái một con trong mòn con mắt là nó thay da đổi thịt là nó khác. Vâng, nên là nhắn tin tới tấp luôn. Vâng, tới tấp. Nhưng mà cũng phải biết được tình hình đồn đập như nào lắm hết mọi thứ rồi mình mới đánh dồn dập luôn, đánh phủ đầu. Nhưng đánh mà anh kể thật đi, tại vì sao mà trước đấy ngày xưa anh không kiểu dồn dập, sao tự nhiên đến lúc mà bị đến lúc gặp lại đó phải kể thì anh chia sẻ với cả cô chú ở đây. Anh bảo là vì giặc bên Ngô mà cô bên chồng mà chị gái mình mà lại còn là bạn thân của chị
của chị nữa thì làm sao mà vượt qua nổi cô. Nhưng mà tại vì sao em đến bây giờ em vẫn chưa hiểu tại vì sao mà đến lúc mà lúc gặp lại sau 7 năm hỏi sớm lên em hỏi. Thì đúng rồi, ta để người ta chưa tại vì con hỏi rất là nhiều lần nhưng mà con vẫn không hiểu lý do tại sao đến lúc gặp lại tự nhiên dồn dập xong tấn công con. Và tới đây thì chị em tôi cũng rất nói thật chia sẻ với cả chú Thuận, con cũng thuộc dạng lúc đẹp trai có tính chăm sóc cũng hơi bị nhiều mối một chút nhưng mà là mất mối này còn 2-3 mối khác nên là cũng không để tâm cho lắm nên mất là cũng thôi. Nhưng mà lúc đấy cái lúc mà gặp lại thì đúng là trống trải thật, lúc đấy là đang mới chia tay người yêu xong nên là gặp bạn này cũng lên là đưa quyết định mới là cái lúc mà, lúc đấy khả năng cái lúc con cũng là khó khăn nhất mà bạn này bạn dám đến mình thương trân trọng trân trọng và thương đúng không? Với lại là một phần chắc là con cũng nghĩ là mình sắp lênh đênh trên biển rồi đúng không? Dạ vâng đúng lúc đó là chưa đi đúng không? Phần nhỏ lúc đó chưa đi đang đợi bằng đấy, đợi bằng ra đi có mất mấy tháng rồi. Với lại là hai tâm hồn đang trống trải nữa. Vâng, mới là xong biết chia sẻ câu chuyện của bạn này chia sẻ đấy cũng thương. Ôi bảo sao có mấy năm không gặp mà sao lại gặp nhiều vấn đề biến cố quá đúng không? Là có thương cũng thương đó, thương rồi sao? Rồi cái việc mà hai đứa coi như là bắt đầu có những mối quan hệ kháng khít hơn là có nhanh không? Vâng, bạn con chia sẻ súng gấp vậy ạ. Súng gấp. Tức là chỉ trong vòng mấy tháng thôi. Con gặp lại nhau thì là chỉ có mấy tháng nữa thôi là chồng con cũng lên tàu rồi. Thế nên là mọi cái nó cũng khá rất là nhanh. Là phải nhanh đúng không? Thế rồi nhanh thì là bằng thế nào để mà có thể tận hưởng được cái thời gian nó quá ngắn như vậy? Thì mà đến nói chung là cũng tranh thủ thôi, vợ con thì làm cũng xa, cách chung là ở Hải Phòng có Đồ Sơn, từ Hải Phòng đi xuống Đồ Sơn nó cũng ra. Cũng tranh thủ cũng vừa là lý do để mình tán gái vừa là lý do ở gần nhau, thế là con ngày nào cũng phi xe 20 mấy cây số đưa vợ đi làm xong đón vợ con về nhà. Vâng. Thế rồi rồi sao hai đứa không ở chung với nhau luôn đi cho nó đỡ phải đưa đón lùm mệt. Thật ra là lúc đấy là vợ con cũng mới lúc đó thì con gọi là mới ly thân cũng không muốn cho cái nên gì lo lo đó. Nhưng mà vậy thì gia đình hai bên có biết không? Gia đình lúc đấy là chưa biết, lúc đấy chắc chắn là bên gia đình con là con sẽ giấu rồi đó. Dạ vâng. Đúng không? À không, bên nhà chồng con là lúc đó là phát hiện, có phát hiện không, tức là chị gái con lúc đấy cũng phát hiện ra đăng Facebook thì tức là bọn con hôm đấy thì là con chị ấy cũng rất là tinh ý, con không hiểu làm sao chị ấy biết được là con với cả Hoàng ấy gặp lại nhau thì con chỉ đăng Facebook vu vơ thôi, tức là anh cũng không hề đăng ảnh em lên đúng không? Có đăng. Là chị gái phát hiện. Và ngay chị nhìn Facebook chị phát hiện hay là cảnh báo là dùng đăng lên. Có cảnh báo là không được, là không được. Ví dụ như là muốn tiến xa là không được đâu nhá. Thì lúc đấy bảo bạn bè nhau có gì đâu. Chưa đâu có đâu cả. Thì lúc đó là con phải chặn hết Facebook của bạn ấy coi như là không chị em không bạn bè gì nữa. Chỉ biết thằng em chị thôi. Đúng không? Đó. Đó. Nhưng mà gia đình con là con cũng giấu không cho biết. Vâng, nói chung là tất cả mọi người con đều giấu ạ. Nhưng mà hai đứa có hợp tác với nhau làm mỗi công việc gì chung với nhau không? Cái lúc đó. Có, lúc đấy con ở bên con đi tàu, con đi sang sinh, lúc ấy là shipper vẫn còn mới. Không, lúc đấy mới đầu thì là đâu có. À không, mới đầu khi vào hết khi xuống tàu ấy thì không chưa, cái lúc mà sau khi mà vẫn giấu gia đình á thì bọn con còn có mấy tháng ở gần bên nhau á là tụi con vẫn không ở chung với nhau. Dạ, mà vẫn cứ là 20 mấy cây số là đưa đi đón về như vậy. Vâng. Lúc đấy thì gọi như kiểu tình chị em ấy. Tình chị em thì lúc đó con cũng không xác định với chồng con vì mình cũng mới lỡ dở một lần rồi, con không thế muốn. Rồi xong là mấy tháng sau là bạn này đi tàu. Dạ, vâng. Là tụi con gần như yêu xa. Vâng. Một lần con đi là mấy tháng con mới lên bờ? Con đi là 18 tháng. Trời ơi. Ôi rồi hơn một năm mới lên bờ. Vâng không, nhưng mà tàu con về Sài Gòn nhiều. Câu chuyện của bọn con cảm tức là hai người thì đã từng đổ vỡ rồi, gặp lại nhau em yêu nhau anh lấy vợ rồi không thì anh cũng cũng một yêu nhau yêu, một anh lần rồi, yêu rồi chia tay rồi. Nhưng mà có một cái là hai đứa gặp lại nhau yêu nhau cảm giác như là lần đầu tiên được yêu ấy. Tức là khi mà chồng con đi tàu ấy, cái cảm giác yêu xa thì con cũng thấy nó cũng nhiều cái ly kỳ. Nó cũng ly kỳ. Là lúc đó thì chồng con cứ lênh đênh ở trên biển này thì liên lạc không liên lạc được. Cứ khi nào mà đến về cập bến thì có tí sóng thì bắt đầu bên liên lạc. Thì là với tức là hồi đó thì con cũng ngày nào cũng chỉ chờ mong điện thoại thôi vì không thể nào liên lạc được, mà khi nào ông này ông có sóng thì là mới có thể là mới có mạng. Là cứ chờ đợi 3 đến 5 ngày, nhiều khi là một tuần liền không có một liên lạc gì cả, mất liên lạc hoàn toàn. Hay là lúc nào cũng mòn mỏi chờ đợi như thế. Thế xong rồi khi nào mà bạn ấy mà cập bến Sài Gòn ấy, chỉ có hơn một năm bạn đi tàu thôi mà cứ khi nào bạn cập bến Sài Gòn cái là bạn phải lập tức bạn ấy bắt con là phải từ Hải Phòng bay vào trong đó để gặp bạn ấy, mà chỉ gặp nhau một cái xong lại bay ra là bạn lại lên tàu bạn đi tiếp. Gặp thôi chứ không ở lại ngủ hả? Dạ không ạ, nhiều khi là chỉ gặp lại thôi, mà đến mức mà con còn không có đồng nào cả vì hồi đó con rất là nghèo.
Không có đồng nào cả, con đi làm ngày đó lương chỉ có 2 triệu một tháng thôi mà còn phải nuôi con nữa. Mà đã vậy phải mua vé máy bay bay vô gặp ổng nữa. Dạ, đó con là con nhớ mãi kỷ niệm đó, là lúc đó là bạn ấy bảo là bạn đang ở trong Sài Gòn rồi, bạn ấy muốn gặp con. Mà lúc đó con không còn một cái gì ấy cả, không còn đồng nào ấy cả. Có cái nhẫn, có cái nhẫn vàng. Có cái nhẫn vàng 2 chỉ là phải đem đi cắm. Phải đem đi cắm để mà bay vào để gặp bạn đó. Ừ. Vậy mà nỡ lòng nào cũng không bao vé máy bay mà. Có chứ. Bạn ấy lúc hồi mới lên tàu là bạn ấy chưa có nhiều tiền ạ. Bạn ấy chưa có nhiều lúc tiền, bạn chỉ mà. Có bao một đầu thôi, còn một đầu nữa là không cách nào không xoay được á. Lúc đó là em cũng là... ngại cũng không nói là em hết tiền rồi, cũng cũng xấu hổ, tự nhiên là bạn em không có tiền thì cũng ngại. Lúc đó là chính thức yêu nhau rồi đúng không? Là yêu nhau được 1 năm 2 năm. Không chứ, trước đi là cũng hai đứa cũng đã yêu rồi. Thì đó là coi như là đã được 2 3 năm rồi đúng không? Tại vì 18 tháng là gần 2 năm rồi. Dạ vâng ạ. Đúng chưa? Tức là con đi tàu 18 tháng rồi con mới lên bờ hả? Vâng, con đi tàu 18 tháng. À rồi là 18 tháng thì vốn liếng lúc đó ngon lành chưa? Dạ, lúc đấy sau 18 là... tháng có vốn liếng ngon lành để có thể mở một cái công việc gì trên bờ không? Bạn này thì là đi, là chồng con là không phải là tiếp người mà biết giữ tiền, có bao nhiêu tiền là cứ gọi như kiểu là vợ bất nông vợ ngoài thân ấy. Là đi tàu á thì là chồng con là có bao nhiêu tiền là gửi hết về cho mẹ. Đó, có bao nhiêu tiền gửi hết cho mẹ để trả nợ hay là gì đó con không biết, không để sửa nhà. Đó thì là có tiền gửi hết về cho mẹ. Mà con rất quý một cái đó là, tức là hồi thì bọn con cũng gọi là mới còn quen nhau thôi, thì là bạn ấy không bao giờ giữ một đồng nào trong người ấy cả, ngoài cái đồng tiền mà đã gửi về cho mẹ ấy, thì là bạn ấy còn thể có thêm tiền màu tiền mè nào là bạn lại bớt xén lại, rồi bạn ấy lại gửi về thêm cho con đó để con trang trải cuộc sống hàng ngày. Thế là lúc bạn ấy xuống tàu là không có một đồng nào ạ. Lên tàu là không có một đồng nào luôn. Lên tàu không có đồng nào ạ. Hồi đến khi nào thì hai gia đình mới biết, rồi hai đứa mới bắt đầu có một cái công việc chung với nhau? Thì lúc con đi tàu xong đi sinh ấy, thì con thấy thấy ở bên đấy cái ship nó hay quá, mới gọi điện về cho bạn này bảo là tình hình là ở Việt Nam mình có coi như bên sinh người ta có những cái món đồ nó gọi ship vậy, ship hàng á. Vâng, ship hàng mấy năm trước có ship chưa là ruộng cũng nhiều. Thế mà bạn bảo là không, chẳng có biết là gọi ship là cái gì cả, chẳng biết ship nó biết là cái gì cả. Và thế gọi thế là tôi phát này xuống tàu để về làm mở công ty shipper. Ship. Vâng. Thế rồi thành công không? Làm nói chung là hai đứa thì ra không, thì lúc là... đấy là không lỗ là may đấy chứ. Nhưng mà cái vốn bỏ ra nhiều không? Ra đó đây cũng là một cái câu chuyện mà bọn con nó phải nhắc với nhau mãi. Thế là bọn con thì tất cả đến với nhau bằng hai bàn tay trắng. Con nhớ mãi là khi mà chồng con quyết định là xuống tàu để mà thành lập công ty ship ấy, thì là vợ chồng con là không có đồng vốn nào cả. Không. Là không có một đồng vốn nào cả. Nhớ mãi là đã đi vay bạn bè, anh em bạn bè là 5 triệu. để mà làm cái biển quảng cáo ấy ạ, để làm biển quảng cáo thôi, để mà gọi là công ty cho nó gọi là nó đỡ ngựa. Thì là cũng không vay được. Con nhớ mãi là lúc đó vay 5 triệu thôi mà bạn kiểu nói ra nói vào ấy, là chồng con tính tự ái cao mà sĩ diện, nên là nghe thấy bạn kiểu nói động chạm vậy là thôi, không cần phải vay nữa. Tự hai vợ chồng làm được bao nhiêu thì làm. Và cuối cùng công ty thành công. Dạ. Và tồn tại cho tới bây giờ. Dạ không ạ, bọn con làm ship thì lúc đó chỉ làm tầm 1 năm thôi, thì khi mà con làm ship thì con mới thấy là cái cơ hội mà phát triển kinh doanh ấy nó rất là rộng mở trên mạng online. Tức là vì con ship hàng cho người ta rất là nhiều ngành nghề. Đó, thì là con thấy là con làm việc là người trực tiếp, là con biết được cái mặt hàng nào đang là phát triển nhất. Đó, thì là con quay sang là con kinh doanh. Thì là lúc đó thì là trái cây nhập khẩu nó mới nở rộ, thì là con chuyển sang là con kinh doanh trái cây ạ. Trời hay quá. Đó. Thế là bây giờ là đến đặc sản vùng miền luôn rồi. Dạ vâng. Đúng không? Dạ. Tính ra mấy bạn này rất là nhạy bén nha chị hả? Rất là nhạy bén. Trong cái khó ló cái khôn chứ. Dạ. Con ha. Vâng. Nói chung hai vợ chồng con thì nói chung cũng nhờ khoảng thời gian khó khăn đấy thì mới ra được những cái... Mình đứng phát triển từ nông sản Việt, nên mình cũng muốn là... Mình muốn phát triển, đưa lan tỏa nhiều hơn nông sản Việt. Tại vì lúc hai vợ chồng lúc ấy ship, xong rồi gặp quả xoài keo đúng không? Ấy quả xoài keo ở ngoài miền Bắc. Ôi, hai vợ chồng nhập về bán. Bán thôi rồi. Bán thôi rồi luôn. Thế mình bảo thôi đấy, nông sản nó giúp mình thì mình phải cố gắng. Đúng mình... rồi. Cái xoài keo á, em biết xoài keo không? Biết. Đúng rồi. Xanh nó nhỏ xíu và ăn giòn rất ngon luôn. Đến, xong hồi đó là ở ngoài miền Bắc là mới bắt đầu biết đến quả xoài keo trong Nam. Thế bắt đầu mới nhập trong Nam ra. Nhưng mà hai vợ chồng hợp tác làm ăn với nhau như vậy mà gia đình không biết hả? Không, lúc ấy có biết. Lúc ấy thì lúc ấy gia đình của Hoàng có ủng hộ. Không, gia đình con cấm cản nha, con gia đình con cản từ đầu đúng không? Từ đầu. Thế rồi bao giờ thì gia đình con mới chấp nhận? Con nói chung là cũng phải mất một thời gian mấy năm, 1-2 năm thì cũng
không phải nói đấu tranh thì cũng không phải, nhưng mà cũng cố gắng để phát triển để cho bố mẹ mình biết là đúng, mình chia sẻ đúng. Bây giờ thì ok chưa? Bây giờ ok rồi, bây giờ quá ok đúng không? Không là hai mẹ con mới của anh mẹ chồng đâu đó. À đấy. Là vô đây coi như là thẳng dũng luôn đó. Ờ, hai chúng nhau sau là nếp tẻ đủ hả con? Hay là dạ không ạ, con là bé đầu tiên là con riêng của con là bé chị trai. Chị biết rồi thì hai đứa sau này. Hai đứa sau cũng là con trai ạ. Trai luôn. Là ba trai luôn. Ố rồi, thế là bây giờ chắc là mong đứa gái lắm rồi. Thèm một con bé thì mệt. Nhưng mà đến cái cột mốc nào thì gia đình hai bên chấp nhận cả hai? Là chồng con cũng nói là gia đình chấp thuận chứ con thì với con thì nó vẫn là một cái là một sự phấn đấu cho nhà để nhắc con phấn đấu, tại vì là khi mà chồng con mới xuống tàu ấy là dừng hẳn công việc đi tàu đó là một cái mà bố mẹ chồng con rất là thất vọng. Tự nhiên đi quen con bé này mà bỏ hết cái sự nghiệp mà bố mẹ đã gây dựng cho đi học, bố mẹ đầu tư cho đi học bao nhiêu năm, chỉ mong là đi tàu thì bây giờ nếu mà vẫn đi tàu thì lương cũng có khi phải lên đến lên cao lắm ấy nhỉ. Nói chung là rất là cao. Thì tại thâm niên mà đến bây giờ thì lâu. Thì bây giờ đi theo con bé này đến bây giờ công việc nó cứ lông bông, và nhất là cái thời điểm đầu khi mà bọn con đi ship hàng ấy, mà công ty ship gọi là một công ty ship nhưng mà thân bọn con cũng phải là vừa cùng với nhân viên. Mình phải làm chủ, mình làm shipper. Tại vì mình đâu có nhiều vốn để mình điều hành đâu, tức là mình cứ lấy công làm lãi thôi. Thì là lúc đó người ở Hải Phòng con chưa biết đến ship là cái gì hết cả. Thì là đồng nghĩa nghĩ rằng là con kéo chồng con xuống bờ vực xong bây giờ từ một cái vị trí đang là đi tàu như danh giá thế trở thành một cái thằng xe ôm. Trong mắt không đúng thật, ngày đấy là ship người ta gọi là xe ôm. Xe ôm mà thật đúng. Ra bây giờ vẫn là xe ôm. Không ngày nhưng bây giờ còn rộng mở đúng nhất là bây giờ. Ngày xưa người ta rất coi thường công việc đó. Tức là đi ship người ta gọi là thằng nọ thằng kia, người ta rất là gọi là công việc nó gọi là thấp hèn. Bây giờ mình gọi shipper cho nó tay một chút xíu cho nó sang thôi. Chứ thực chất nó là như vậy đó. Đó, rồi. Thì là bố mẹ chồng con lúc đầu mà đã không thích rồi thì nó lại càng không thích. Là có một cái định kiến rất lớn với con. Tức là phải đến tận bây giờ thì con luôn luôn phải cố gắng, tức là con phải lúc nào cũng nỗ lực để mà cùng với chồng con để mà làm để gây dựng một cái sự nghiệp nào đó mà để con chứng minh cho bố mẹ chồng con thấy là cái quyết định của chồng con nó không có sai. Và bây giờ thì chú nghĩ rằng là chắc bố mẹ chồng cũng đã rất là ok rồi, nãy chồng vừa mới nói xong đúng đi rồi, rất là thương yêu cô dâu này, là bởi vì là thấy rằng là có sự thành công của con, và bên cạnh đó là có tôi thấy được bạn này cũng thành công đúng không? Vừa quay mẹ chồng nàng dâu xong, tôi về tôi phải lục cái số đấy tôi xem. Thì như thế được tôi sống. Không phải qua chương trình đó thì mẹ là mẹ con với mẹ chồng con thì mới gọi là cởi mở nhau chứ còn trước đó lúc nào cũng có khoảng cách ạ. Tức là lúc nào cũng luôn luôn mang trong mình một cái tuổi thân, vâng tuổi thân là tuổi thân, là mình có cố gắng thế nào nữa vẫn không được ghi nhận ạ. Nhưng bây giờ thì thôi rồi, cụ sau này hai đứa con dai ấy. Nó càng lớn mà nó càng thương ông bà nội, nó càng ngoan thì thôi rồi. Đấy, ăn đủ con ạ, con ăn đủ hết. Rồi bây giờ tới phần kia đi. Các bạn nói chung là cũng có những cái nhiều sóng gió đấy. Nhưng mà bây giờ là bình yên rồi. Bây giờ là cái gì? Bây giờ đỉnh lên đỉnh giờ. Bây giờ. Bây giờ. Đó, nói chung là cũng may mắn là hai vợ chồng làm chung thì cũng có một chút thành tựu để mà bố mẹ cũng tin tưởng. Để bố mẹ ghi nhận chứ. Vâng, để bố mẹ ghi nhận. Thế nhưng mà vợ con ý, khi mà con về ở với nó, con có thấy nó có những cái tật xấu gì không? Đó, con phải khó chịu ý. Bây giờ là tới phần khui tật xấu. Vợ con thì nói chung là cũng tật xấu thì cũng ít lắm. Chỉ có mỗi việc là tham công tiếc việc. Rất tham công tiếc việc. Nói chung là bỏ chỉ cần công việc thôi, là mọi thứ xung quanh không cần biết cái gì cả. Không bao giờ biết mua sắm cái gì, không bao giờ biết sắm sửa cái gì cả. Cho bản thân hay là cho chồng cho bản con? Thân cả cho chồng nó có cho con cũng vậy. Thế cái người đi sắm sửa là ai, là con à? Không, hai vợ chồng thì cứ thỉnh thoảng đi thì gặp cái gì thì sắm, hoặc là ông bà mua cho cái gì. Bọn con sống đơn giản lắm, sắm sửa. Nhưng mà về quần áo thì đi gặp ví dụ hôm nay là khi nào thiếu, khi nào không có cái gì để mà ấy đó bắt đầu mới đi mua, chứ còn thực sự tức là không quan trọng cái hình thức bên ngoài. Vâng, không quan trọng hình thức bên ngoài. Chỉ tham công tiếc việc, mà đôi khi bù đầu bù cổ, tóc coi như tóc rối luôn. Đúng rồi, lúc nào cũng tay cũng xoắn nha. Xoắn là nhổ tóc, cũng như ủ mưu. Nhưng mà có cái đi theo nhắc nhở về cái ngoại hình nữa. Ngày nào cũng phải nhắc, đấy như thế có nghĩa là chồng không đồng ý cái vấn đề đấy rồi nhá. Rồi cái bạn gì bè thì có nhiều không? Đấy, không, bạn bè vợ con thì rất ít thật sự, tại vì về những mối quan hệ bên ngoài vợ con kinh doanh, vợ con kinh doanh rất tốt, nhưng mà để mà về xã giao, về quan hệ bên ngoài bạn bè thì khả năng là
Là cái mối quan hệ nó hẹp đúng không? Hẹp đúng rồi. Thế bây giờ có thân với chị chồng như ngày xưa nữa không? Dạ, bây giờ thực ra khi mà về một nhà thì con nó cũng hơi ngại ngại ạ. Nó hơi ngại ngại, gọi là trong mức giữ trong mức mối quan hệ gọi là chị chồng với cả em chồng thôi. Đã phải là giặc bên ngôi chưa? Nhưng mà thật ra bây giờ thì đã là hai vợ chồng rồi, cũng đã có hai đứa cháu cho cô rồi. Có gì đâu mà ngại nữa ta. Tại con thì con cũng kiểu cứ ngại ngại ấy. Đấy. Tại vì là hai chị em trước là bạn bè với nhau, xong bây giờ thế mình giờ đi làm là em ấy. Gọi là chị nhỉ? Dạ, ừ. Với lại con là một người thì là cũng đến như chồng con bảo là về quan hệ chồng con rất là hẹp. Nên là con là người cũng cũng khá nội tâm và khá kín ạ. Nên là con khi mà mình đã có một cái gì đó mình cảm thấy không ngại ngại, không thoải mái, con sẽ không cởi mở được. Vậy thì phải là nhờ một cái sự kết nối và nhờ vào cái bản lĩnh của anh chồng này để làm sao cho cái sự ngại ngùng đó nó không còn khoảng cách nữa. Ừ. Đúng không? Đúng. Yeah. Dạ vâng. Rồi. Còn gì nữa không con? Kinh tế ai giữ? Kinh tế nhà con thì vợ con cầm hết. Không có tịch thu hết tiền con không? Không, con phải thu đấy, con tự nguyện mà. Con thấy cầm tiền vướng. Cô biết rồi, nhưng mà nhớ. Nó có tịch thu hết của con, không để một đồng nào trong túi con không? Làm gì có tiền đâu để mà cứ gọi tịch thu à? Ôi trời ơi. Nhớ không? Thật ra bạn này là không cần tiền. Ừ. Đó, lên tàu có nhiều tiền là gửi cho mẹ. Còn ví dụ như thu vén được thêm đồng nào thì gửi cho chồng vợ gái, đấy là từ cái thời còn trang tân đã không có tiền rồi, còn bây giờ không tân rồi mà không có tiền không cần tiền. Con thích cái cảm giác mà để cho người khác giữ chỉ cái này đi ra mua hộ cầm với trả tiền đỡ phải mất công giúp tiền. Vâng, đấy chính là chồng con mới là người khôn đấy ạ. Tôi cũng vậy đó. Vâng, chứ cầm tiền người tính toán vướng lắm. Mệt ra chi tiêu mệt, mình đã béo xong rồi cầm ví giày cộm mày nữa. Mà con lại lúc nào cũng kiểu bị mang tiếng ác ấy, là cầm hết sạch tiền của chồng, không còn 1.000 nào thôi. Chồng con là nhiều lúc đi ra ngoài là không có 1.000 nào luôn. Nhiều khi là chẳng hạn mà nhỡ ngại đang đi được một cái việc gì đó, lắm khi lại gọi điện ở gần, đang ở gần, chẳng hạn đang ở gần nhà ấy, gần nhà mẹ ấy, thì là gọi điện bảo mẹ cầm tiền ra cho con. Thế là đôi khi là mẹ chồng con cũng hiểu lầm được là con này nó cầm hết tiền của chồng. Còn thực sự là chồng lười cầm tiền nhỉ. Vậy rồi mỗi lần mà đi nhậu với bạn thì sao? À, nhậu thì khác, nhậu đấy mình lại nhưng lại mà thủ sao? Trước đúng không? Thế con phải cầm không, chồng con thì có giờ đi nhậu mà, riêng đâu. Nhưng mà con nhậu thì con hay đi rủ vợ đi cùng bạn là bè. Có bạn hay thủ quỷ. Vâng, vì bạn vợ con quan hệ với hơi hẹp nên là bạn con cũng là bạn của vợ con luôn. À, con không cần cho số tiền gì hết. Vâng, không cần, không. Ôi, coi chương trình này xong là những ai mà muốn làm bạn với Hoàng chắc cũng có lẽ cũng rất là cẩn thận. Và khi đi với anh ấy thì bao giờ trong túi cũng phải có tiền. Nhưng mà thật ra đàn ông mình vậy là sướng đúng không? À, không, nhưng mà như ví dụ mà đi với bạn bè không có vợ thì lúc đấy mình lại phải mình đàng hoàng, mình xin, mình lấy chức đàng hoàng đúng vậy. Đó. Đấy là bây giờ nhưng mà cũng phải cẩn thận thì vì nhớ ngại mà nhiều lúc cũng không thích cầm tiền lắm. Mà bình thường mà đang đi nhau ơi vào đây cà phê cái là chưa chắc mới là cầm tiền đâu. Nhưng mà vậy con không muốn vợ cũng thay đổi điều gì không? Con chỉ cần mỗi vợ con thay đổi là bớt tăng công chức việc lại và chịu khó đi mua sắm sửa chăm chút cho mình một chút, tốt tát được thời gian cho cá nhân mình một chút, cho chất lượng cuộc sống đi lên. Chú hỏi này, lúc mà con livestream con bán hàng thì sao? Con có make up, con có trưng diễn được không? Dạ con có ạ, lúc livestream thì là con cũng làm nó rất là xịn sò ấy ạ. Vợ chồng con là livestream là như thế này, là đi đến đâu, ví dụ như ở đâu, ví dụ đang ở Huế đi thì sẽ mặc bộ quần áo của mình Huế đấy là khác. Lúc livestream là trong một khác là công việc rồi, lúc đấy là công việc rồi. Rất là xong rồi. Còn đến lúc còn cá nhân mà buông công việc ra là coi như là đầu bù tóc rối. Đúng rồi, lúc nào tại vì con kiểu thích mặc một quần áo nhà các thứ ấy, thì cho nó thoải mái, rồi kiểu trưng diện các thứ nó không phù hợp với con lắm. Là con. Như vậy là bây giờ là Hoàng muốn con nên quan tâm đến cái bên ngoài chút xíu. Dạ, đó, sau công việc. Dạ. Để nhiều khi đi với chồng thì chồng cũng hãnh diện ở đây. Vợ tôi xinh lắm đó. Đúng không? Dạ, vâng ạ. Đúng không? Rồi bây giờ tới con đấy. Thế anh còn cái điều gì mà nói, anh nói nó đi. Không, anh hết rồi. À, giờ tới em đây. 10 điểm chất lượng chỉ thế thôi. Dạ, với con thì mong muốn thay đổi lớn nhất của con. Chưa, con chưa nói tật xấu của ông mà. Dạ. À, tật xấu của chồng con ạ. Tật xấu chồng con thì kể mấy ngày không hết. Thế à? Chồng cái con gì là xấu nhất nhỉ? Dạ. Nhưng chồng con thì thực sự con để mà đàn ông mà nếu mà mọi người có nói là đàn ông mà không có gái mú, không rượu chè, không cờ bạc thì là rất là không hiếm. Không phải đàn ông. Không phải đàn ông. Thì đấy, chồng con là một người như thế là rất là hiếm, không có cờ bạc, không có rượu chè, không có gái mú, không có bất kỳ một cái gì ấy cả.
Nhưng mà có cái nhược điểm là chồng con ấy là không kiềm hãm được cái những cái sở thích cá nhân hoặc là những cái hoặc là tức cái gì? Giận. Không, vâng đúng không ạ? Đó, không biết kiểm soát bản thân không mình. Kiềm chế được không, kiềm chế tính. Được. Dạ vâng đúng không ạ? Tức là không kiềm chế được cảm xúc đúng không? Vâng, chồng con là không kiềm chế được cảm xúc. Là lúc mà mình điên lên là mình phải điên. Ở lúc mình yêu lên là mình phải yêu.